đây một lần ăn cà phê rồi phải mua vậy nè, ăn cho nó đã, thấy không? Đó. 120 pound. Yeah. Rồi, trước khi ăn phải rửa nha. Đây. Wow. Đó, trước khi ăn phải rửa cho sạch, nhiều nước vô. Riley, what you doing? I'm trying to keep the body. Cam nè. Rồi, cam. Cam nè. Chanh, lemon. Hành tây. Đó, hành tây. Onions. And celery now. Đó, thằng Mỹ nè. Đó, chưa bắt. Rồi bỏ bịch Louisiana crawfish nè, đó. Bịch nem vô thấy không? Wow, thơm quá. Tôi cho ngủ bịch luôn coi. Đó, mua lại này nè. Louisiana crawfish shrimp and crab boy hả? Hi. Đó, ba cục bơ vô. Đây, bỏ vào luộc. Chánh đó. Rồi. Rồi. Rồi sau phần bỏ crawfish vô, bây giờ mình đổi tới bỏ crawfish lớn nhất nha. Nè, crawfish cha, đó. Crawfish mẹ, đó. Cha với mẹ ở chung, phải không? Ở chung với nguyên đàn con nè, đó. Nó nguyên đàn con đẻ rồi đó. Quá trời không? Rồi đấy, đổ ra nha. Rồi, bắt đầu tới phần làm nước sốt butter garlic nha. Gồm có butter nè, đó. Bơ garlic nè. Tỏi. Total 2 ounce huh? And đường, sugar, đường nè. And đó, mua còn có cái bột này. Louisiana crawfish đó. Em nguyên cần này cái đồ đông nha. Đó, sau khi mà bỏ chảo nóng lên cái bỏ tỏi ha. Đó, bỏ tỏi xong biết bỏ gì không? Bơ rồi đúng không? Đó, giục bơ vô. 4 cục. Đó, sau khi bơ nó tan ra với tỏi đó, mình bắt đầu bỏ một cup of Louisiana bột nêm vô nha. Đó, bỏ vô. Mấy điều. Oh my god, it smells so good. Thơm quá. Chết.
Rồi thế nào mấy cái người hàng xóm nó cũng đi qua nha. Xong rồi bỏ hai cái muỗng đường. Đây, đi cấp. Đường vô. Một. Hai. Cháy đều. Rồi sau khi tỏi bơ tỏi xong rồi ha, nó đổ vô rồi trộn đều lên ăn thôi đó. Let's go round two. Shot, 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 shot.